khám phá thế giới búp bê Pinibong với thành phố vui nhộn, nơi các bé Pinibong có thể chạy mô tô xanh điệu đến thưởng thức các món ăn nhanh tại ngôi nhà burger xinh xắn, hay cùng chăm sóc những bạn thú cưng thật đáng yêu. À, thú vị hơn, bé có thể hòa mình vào câu chuyện cổ tích của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn đang giảm giá đến 20% và cùng thu thập thật nhiều nhà nấm của bảy chú lùn để lắp ráp với nhau hoặc mang theo bên mình. Độc đáo nhất là các bạn này có thể thay đổi khuôn mặt, kiểu tóc và trang phục cho nhau nữa đấy.